Kính chào chư vị đạo hữu đến với tủ điểm thính phòng tiên đạo kỳ truyền Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên giả, tác giả Vong Ngữ, chương 531. Lên núi. Mặc dù Lôi Hạc không nói chuyện, nhưng nhìn về phía thành quy mão trên đỉnh đầu Viên Minh, trong mắt tiện lên một tia kinh dị triệu quy tuyên bối biết tu vi ta không đủ hành động trong rừng đào này không tiện cho nên cái mũ rơm này có thể bảo vệ ta một chút viên mình nói như vậy tại sao hắn lại tốt với người như thế chẳng lẽ giữa người và hắn có giao dịch gì không muốn người biết viêm tường lộ ra vẻ ghen tị không khách khí nói từ khi nhìn thấy triệu quy trong lòng của gã đã nổi giận nhưng lại không thể phát thác ngược lại viên minh tựa như còn có được phần đãi ngộ khiến cho gã càng nén giận không thôi viêm tường tiền bối nói quá lời cô không có chuyện gì muốn người ta nhận ra chỉ là trước đó ở trong thạch lâm vận khí của ta từng đổi tốt tìm được nhiều hơn mấy đoá kim quỳ nửa rộ triều quy tiền bối nói không chiếm tiện nghi của ta nên cho tao vật này xem như đổi số kim quỳ dư kia viên minh cũng không thèm để ý vui tươi hớn hở trả lời viên tường nghe thế trong mắt thể lên hung mang nắm thật chặt nắm đấm tựa như sau một khắc sẽ chủ động cướp đoạt lôi hạc nhìn ra điểm không đúng đang muốn há miệng muốn nói gì thì đột nhiên xảy ra dị biến chỉ nghe rắc một tiếng dưới mặt đất dưới chân viên tường đột nhiên vỡ ra một dãy cây màu xanh đen nhanh chóng chui ra như linh già nhanh chóng cuốn lấy hai chân của gã viêm tường kinh hồ và nướng lại cực nhanh trong lòng bàn tay hiện lên xích quang chuôi đại kiếm màu đỏ lăng công xuất hiện hóa thành một đạo xích ảnh không chút do dự chém xuống hùng hằng chạm lên rễ cây xanh đen ầm à, một tiếng vang trầm đại kiếm bị phản chấn trở về trên rễ cây chỉ lưu lại một vệt ngắn cạn làm sao có thể viêm tường quá sợ hãi trôi đại kiếm này là pháp bảo tám phù văn viên minh và lôi hạc cũng lộ vẻ kinh hãi lôi hạc đang muốn quay người nghĩ cách cứu viện thì ngay sau đó hai mắt lại mở trừng trừng thân hình dừng lại sắc mặt một hồi âm tình biến hóa chỉ thấy viêm tường phát ra một tiếng kêu thảm hai chân của gã đột nhiên lấy héo rút với tốc độ mắt thường có thể thấy được trong rễ cây xanh đen chẳng biết lúc nào toát ra từng gai nhỏ rậm rạp đâm vào chân của viêm tường không chỉ như thế từng rễ cây phụ xanh đen giống như sợi tóc từ rễ cây lít nhà lít nhít bắn ra từng tia từng tia đâm vào nơi khác nhau của viêm tường viêm tường điên cuồng dễ dụa căn bản không thể tránh thoát khỏi rễ cây quấn quanh trên người huyết nhục toàn thân tựa như bị rút ra bắt đầu trở nên lõm vào khi tức cũng nhanh chóng suy giảm đồng tử của lôi hạc có rút lại không chút do dự xoay người bỏ chạy ra xa viên minh và viêm tương quan hệ không thân tự nhiên càng chạy nhanh những tiếng ầm ầm vang vọng vài gốc rễ cây thô to giống như trường long chui ra từ mặt đất nhào về phía hai người viên minh viên minh thi triển quỷ ảnh độn pháp miệng cưỡng tránh thoát rễ cây vây quanh nhưng không cho hắn thở một ngụm vô số thân cây xanh đen cùng với dây leo từ lòng đất sông ra ở giữa khung trùng sen lẫn cuốn quanh trong thoáng chốc hình thành một mảnh thanh hắc xâm lâm xanh gùm tươi tốt bao phủ viên minh và lôi hạc vào trong vô số đại thụ che trời bao phủ xuống hoàn cảnh vốn đóng rực trói mắt thì chẳng mấy chốc trở nên u ám trong không khí thậm chí hiện ra thủy khí ướt át thanh hắc xâm lâm xanh ung tùm tràn ngập sinh cơ nhưng cây đào trong phạm vi của nó bao phủ thì nháy mắt khủng héo trong vòng mấy trăm trượng thiên địa linh khí trong thoáng chốc biến hóa hóa thành một vành khu vực tử vong rừng rậm nơi đào đó đột nhiên hàn khí đại thịnh một mảnh cây cối canh lá bị băng cứng màu trắng bao trùm lại một tiếng ầm vang vọng sau mấy nhịp thở mở đạo tử sắc thương ảnh phá băng chui ra hiện ra thân ảnh viên minh gần như đồng thời lúc đó một chỗ khác của thanh hắc xâm lâm nở rộ vạn đạo lôi quang một bóng người được lôi điện bao khỏa điện xạ ra lại là lôi hạc cho dù viên minh hay lôi hạc thì bây giờ đều sắc mặt trắng bệnh thơ hồng hộc cây cối xanh đen này thật sự đáng sợ vừa rồi bọn họ bị rừng rậm bao phủ chẳng mấy chốc cảm giác pháp lực hồn lực huyết khí thể nội nhanh chóng bị hút đi với tốc độ khó mà tin nổi nếu không phải hai người đều có thủ đoạn ứng đối bộc phát toàn lực lao ra hiện tại chỉ sợ đã bị hút khô rồi. Quay vật từ đầu tới, không phải chúng ta có thể đối phó được. Đi mau. Lôi Hạc sợ hãi lấy ra một viên đan dược ăn vào. Sau đó y hóa thành một đạo lôi quang vọt đi nơi xa. Pháp lực có hồn lực viên mình tổn thất hơn phân nửa, chỉ còn không tới ba thành cũng vội vàng lấy ra một hạt sen ăn vào. Pháp lực nhanh chóng khôi phục, giấy thân hiện lên lôi quang, lôi vũ hiển hiện chờ hắn vọt tới trước ở à, một tiếng vang thật lớn từ phía sau truyền tới một hỏa phượng màu đỏ dương cánh xông ra thanh lục xâm lâm đuổi sát sâu lưng hai người viên minh dọc đường hỏa phượng đụng phải thứ gì thì đều hóa thành cho bụi lôi học bày với tốc độ câu quay đầu nhìn lại trên mặt hiện lên và kinh ngạc viên minh nhìn thoáng qua hỏa phượng cũng khẽ giật mình trong hỏa phượng thế như trẻ trẻ bao lấy một thân ảnh bất ngờ chính là viêm tương lúc này hai chân của gã đã đứt ngang đầu gối y phục lộn xộn hiển thị rõ ràng suy yếu chỉ là hai tròng mắt xích hồng Như muốn phun lửa tay gã nằm lấy một thành quạt lông bầu đỏ hình dáng tương tự như chiếc quạt lông sành lục trước chỗ cán quạt có một phù điêu phượng hoàng mặt quạt là đám lông vũ màu kim hồng mặt ngoài quạt lông bầu đỏ đại phóng linh quang bắn ra linh áp dọa người cách thật xa cũng khiến ngực của viên minh cảm thấy khó chịu kê quạt này hẳn là một kiện pháp khí linh bảo phòng chế uy lực chỉ sợ không dưới từ tiếng cửu lông thương của ta Viên Minh âm thầm kinh hãi, cảm khái tu sĩ Nguyên Anh quả nhiên không phải là nhân vật đơn giản. Ngay sau đó, trong thanh lục xâm lâm, chuyên gia tiếng gầm giận dữ, cây cối đầy trời nhanh chóng thù liễm, trong mấy chốc đã biến mất, thay vào đó là một gã quái nhân già xanh thân hình cao lớn. Quái nhân này thoạt nhìn không khác gì hoa chi. Biến thành hình người, đang xảy rộng bước chân đuổi theo ba người viên minh. Thay sao quái nhân chạy thật nhanh, hoàn toàn không kém thể tu, trên hai chân càng lóe ra một tầng lục quang mỗi bước chạy có thể lăng không tiến lên mấy chục trượng. tựa như là một môn đội thuật nhanh chóng tiếp cận ba người phân tán đầu tàu hội họp ở kim sắc cự phong lôi hạc hét lớn lên tiếng hóa từ một đạo lôi quang vọt về phía bên trái đằng trước viền mình gần như đồng thời vỗ lồi vũ dưới thân hóa từ một đạo lôi ảnh lướt ngang bên phải viền tường bị trọng thương và đứng chậm nửa nhịp thầm mắng hai người gian trá cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục hướng phía trước. Lên trí của thành sao quái nhân tựa như không cao, vô thức dựa theo hướng chạy trước đó, truy theo viêm tương. Thần thức của viên minh cảm ứng được cảnh này, nhẹ nhàng thở ra, điều khiển lôi vũ lợn vói quanh một vòng, bấy giờ mới chạy trở về kiếm sắc cựu phong. Một ngày một đêm sau, sơn phòng quỳ ngà cao ngất như mây, trên đó gắn đầy màu kim rực rỡ, tựa như do hoàng kim đúc thành, lại như thái dương trên không trung bao phủ nhân gian. Trần núi có ba đạo lưu quang Từ rừng đào không xa bay ra Chính là viên minh, lôi hạc, Viêm tương Một cốc bụi mù theo sát Sau ba người, đại địa chấn động Lại là mười thành sắc quái nhân Đuổi sát theo Ba người lúc trước vân tán đào tàu Nhưng trong rừng đào lại thoát ra Mười thành sắc quái nhân khác chê ra truy hướng viên minh và lôi hạc ép bắt người về cùng một chỗ Vâng víu việc này Mâu thuẫn giữa viên tương và viên minh Tự nhiên không còn dành để bận tâm lấy tốc độ bay của ba người chẳng mấy chốc đã đến dưới cửa phòng chỉ thấy một đầu sơn đạo uốn lượn thông hướng sơn phong hai bên đường mơ hồ nhìn thấy mấy chỗ cung điện tọa lạc sắp xếp cũng không chỉnh tề những tụ nhân phía sau đúng là âm hồn bất tán tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp lôi hạc trầm giọng nói quản chúng nhiều như vậy làm gì trực tiếp leo lên núi việc tường hư lạnh trên đường gã chẳng biết là dùng bí pháp gì hai chân vậy mà khôi phục lại biến thành độn quang không chút dừng lại, trực tiếp chuyển hướng bay về phía đỉnh núi. Nhưng viêm tường vừa mới vượt qua chân núi, còn chưa bay cao thì đột nhiên trùng điệp hạ xuống, rơi trên mặt đất. Trong bụi mù, viêm tường ho khan bỏ lên, tàn ra bụi mù, đầy mặt khó chịu nhìn viên minh và lôi hạc vững vàng đạp xuống phía sau. Viêm tường đạo hiếu, người quá nóng lòng, loại địa phương này làm sao không có cấm chế bay đây? Lôi hạc lắc đầu nói, dù sao cũng phải thử một lần. Những thụ nhân kia ngay đằng sau, chậm rãi lên núi thì làm sao thoát khỏi bọn chúng được. Viêm tường hư một tiếng, dọc theo sơn đạo bay vút lên trên. Lôi hạc cùng với viên minh theo sát phía sau, những thành sắc quái nhân kia đuổi tới, dừng lại ở trước kim sắc cự phong. Ba người thấy thế thì đều vui mừng. Xem ra thụ nhân là khảo nghiệm ở rừng đào, đến cự phong này thì ngừng lại. Lôi hạc nhẹ thở ra một hơi, vui vẻ nói. Sơn đạo mặc dù cấm bay nhưng lại không cấm độn pháp. Thân ảnh của ba người biến mất ở phía trước. Thành ra quái nhân khoa tay mỗi chân một hồi, phát hiện trận trận gầm thét nhưng không leo núi. Ba người chạy vội một khoảng cách, thấy thành sao quái nhân cũng đuổi theo, thì chạy tìm căng thẳng lúc này mới buông xuống. Thế nhưng bọn họ cũng không chậm bước chân, toàn lực leo lên. Giật nhanh ba người tới trước một tòa cung điện gần nhất, nhưng đại môn cung điện đã ngã xuống một bên vách tường bên cạnh phù kín vết chém đào kiếm tựa như là bị người ta cưỡng ép phá mở ba người vội vàng đi vào trong lục soát một vòng quả nhiên không phát hiện ra bất luận bảo vật gì <laughs> quả nhiên là có người đi trước chúng ta đồ vật đã bị lấy đi chúng ta phải nhanh hơn nữa nếu không ngay cả canh cũng không có mà uống đâu việc tường từ trong cung điện đi ra sắp mặt phi tường khó coi sau đó ba người bước chân nhanh hơn trên đường đi lại gặp phải vài tòa cung điện tuy nhiên cũng như tòa thứ nhất bị người ta cưỡng ép phá vỡ đại môn lấy đi đồ vật bên trong lôi hạc và viêm tường càng chạy nhanh hơn viêm tường đi không quá nhanh theo sơ lưng hai người thần thức luôn dò xét chung quanh không chỉ là cung điện bởi ý chỗ sơn đạo cũng có vết tích chiến đấu hiển nhiên trên đường núi cũng có nguy hiểm không được khinh thường sau một khắc đồng hồ ba người đi tới nơi gần ở giữa sườn núi thật sắc kệ biến phía trước ẩn ẩn truyền đến âm thanh giao thủ lôi hạc và viên tương liếc nhau lập tức lao từ phía âm thanh truyền tới rất nhanh tới một chỗ bằng phẳng ở sườn núi chỉ thấy nơi đây tọa lạc một tòa cung điện màu vàng ống ánh nguy nga đại môn đóng chặt chưa bị phá ra trên mặt đã chống người trước điện đào chủ kim ngao đảo có quyền dương đang điều khiển một thanh phi kiếm màu vàng ống chiến đấu với hai dị thú toàn thân như kim thạch mà bên cạnh của gã không xa thiên bảo đạo nhân đang cầm một thanh phất trần ngọc thạch vùng vẩy ra ngàn sợi tơ trắng ý đồ quân lấy một dị thú kim thạch bên đó nhưng dị thú này dáng như mãnh sư thân cao hơn một trượng cơ thể rắn như sắt thép phi kiếm của cốc quyền dương sắc bén vô song gần như mỗi kiếm rơi xuống đều có thể gọt đi một phần thân thể dị thú Trước mặt này đầu dị thú chiến đấu với gã đã mình đầy từng thích trong đó có một con đã bị chém tới nửa người con kia cũng thiếu một chân sau. Trên mặt đất chung quanh rơi vãi các khối vụn kim thạch không đều. So sánh với gã, phát chân của thiên bảo đạo nhân thì không thể nào ảnh hưởng đến dị thú kim thạch. Bắn ra tờ trắng thi toàn lại bị dị thú phun ra đệt hòa đốt đoạn. Thiên bảo đạo nhân thông qua các thủ đoạn phù lục thì cũng chỉ khó khăn lắm ở vào thế bất bại. Thoạt nhìn có chút yếu thế. Trên y phục cũng có vết cháy đen, hiển nhiên là lúc trốn tránh vô ý bị bỏng. Trường lâm trăm ba mươi hai, hoạt long vương. Ba người viên mình đến đây cũng không cố tình ẩn nấp, nên các quyền dương nhanh chóng nhận ra bọn họ tới gần. Sắc mặt của y không có nhiều biến hóa, chỉ là kiếm quyết trong tay lại nhanh hơn vài phần, như muốn nhanh chóng giải quyết xong con dị thú kim thạch ở trước mắt này. Chỉ là ngay khi y vùng kiếm chém đầu con dị thú, chỉ còn nửa người này, đang định trở tay chém giết con dị thú khác, thêm một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện chỉ thế con dị thú nhỏ đang chiến đấu với thiên bảo đột nhiên nhảy lên giữa không trung cả người tàn ra vầng sáng màu vàng kim chói mắt ngay sau đó hai con dị thú đang chiến đấu với cốc quyền dương cùng với tất cả tàn thể của kim thạch dị thú rải rác dưới mặt đất đều tụ tập về phía dị thú nhỏ kia sau khi kết hợp lại chúng đã hóa thành một con cự thú màu vàng cao mấy trượng cự thú màu vàng không nhằm đến thiên bảo đạo nhân mà là đột ngột lao về phía cốc quyền dương trong khuôn miệng to lớn còn ẩn ẩn không ngừng phun ra nuốt vào một ngọn lửa trắng. Cùng lúc đó, cấp quyền dương cũng đã điều khiển thanh phi kiếm vào kiếm của mình chém xuống cự thú, rồi cắt xuống một chút kim thạch, nhưng đối với cự thú có thân thể khổng lồ như nó, thì chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, không có gì đáng kể với nó cả. Ngay khi cự thú màu vàng cách cấp quyền dương không tới hai ba mấy trượng, thì cấp quyền dương lại không khống chế phi kiếm nữa, mà một tay có biến đổi kiếm quyết tay kia phất tay áo vung ra một đạo kiếm khí sắc bén màu xanh từ trong ống tay áo có quyền dương bay ra chê làm chín phần chém ngang người có dị thú công lô dị thú lập tức bị chém thành mấy khúc nhìn yếu ớt như thể đậu hú trong thoáng chốc cả người của nó vỡ vụn hóa thành một đống kim tạch rời xuống đất trên đạo kiếm khí màu xanh lại một lần nữa hợp lại với nhau tạo thành một thể hóa thành một đạo kiếm khí gì nhất với khí thế hùng hồn nhanh chóng vọt về phía trước chém xuống phía sau đại điện vàng kim ngay khi chém xuống một góc đại điện như chém bùn khí thế của kiếm khí vẫn không giảm mà tiếp tục chém tới ngọn núi màu vàng phía sau tiếng ầm ầm nổ vang thân núi hiện lên một vệt kiếm lớn dài từng mấy chục trượng khiến ngọn núi rung chuyển đá vụ to nhỏ rơi xuống giống như thể phát sinh động đất ba người viên mình thấy tình thế không ổn đã sớm lui cả về phía sau phải lùi tới trăm trượng mới ngừng lại. Viên Minh âm thầm kinh hãi, ngọn núi màu vàng kim vô cùng cứng rắn. Lúc trước cấp quyền dược không chết phi kiếm, thì cũng không bằng thứ uy năng lớn như vậy. Nhưng một kiếm trong ống tay áo này lại để lại một vệt kiếm kinh người như thế, không rõ là dị bảo gì. Cơ quyền dương chém giết dị thú xong mới thu hồi phi kiếm màu vàng, lại lướt mắt nhìn qua đám người viên minh một chút, rồi mới bình thản phân phó. Thiên bảo người vào trong điện nhìn xem một chút. Vâng. Thêm bảo đạo nhân đáp lời, rồi chui từ chỗ bị chém vào bên trong cung điện. Chào qua trước khi đi vào, ta quay đầu nhìn viên minh một cái. Sư tôn, tu sĩ kia đàn kia chính là viên minh. Gã lặng lẽ truyền âm nói. Ánh mắt của cốc quyền dương khẽ lóe lên, nhưng sắc mặt lại không có biến hóa gì cả. Viên minh không biết hai người bọn họ âm thầm truyền âm với nhau, nhưng nhìn thấy ánh mắt của cốc quyền dương rơi xuống người mình, không khỏi nhấn mày. Bên kia lôi hạc và viên tường Không khỏi kiềm nén kinh ngạc trong lòng Chắp tay tiến lên Không nghĩ tới Lại gặp được cốc đạo hiếu ở đây Người Không ngờ cốc quyền dương không được bọn họ nói xong Đã không khai khí cất lời Hai người các người sâu lại ở đây Là dùng cách gì lén chui lên đảo Lôi hạc thấy ý tứ trách tội Trong lời của cốc quyền dương Bèn vội nói Công đạo hiếu hiểu hiểu lầm rồi, chúng ta vốn ở trên phù tang đảo, đời tiên quả hội kết thúc, ai ngờ trên đảo lại phát sinh dị biến. Lôi hạc lại kể lại quá trình dị biến xảy ra như đã kể với viên mình lúc trước. Nghe thế thì lông mày của các quyền dương càng nhíu chặt, trên mặt hiện lên về phẫn nộ. <laughs> Chắc chắn là chuyện tốt của tên hỗn đản thiên khôi tôn giả kia rồi. Các quyền dương không nhịn được mà tức giận mắng. Ngài nói thế, về mặt ba người viên mình đều hơi biến đổi người của phá hiểu tán mình cũng tới phú tăng đào à trong lòng viên minh khẽ động mở miệng hỏi nghe thế các quyền dương liếc nhìn viên minh một cái tựa như nhận ra không nên nói những lời này bèn hư lại một tiếng không nói gì thêm nữa trao qua nhìn như vậy viên minh cũng đã đoán được mấy phần hơn phân nửa là nghe một xuất hiện cốc đảo hiếu các người còn có việc ở đây ba người chúng ta không tiện quấy giày cáo biệt lôi hạc lên tiếng ôm quyền nói tính mạng quý giá trên núi lại cá trùng khó lường. Các người nếu trở về còn có cơ hội bảo toàn tính mệnh Cốc quyền dương lại chỉ cười nhạt một tiếng nói. Việc này không phiền ngài quan tâm. viên tường không khai khí đáp. Cốc quyền dương nghe thế có hơi bất ngờ, ánh mắt lại xuống, gằn giọng hỏi: người vừa nói cái gì? Viêm tường không sợ hãi, cười lạnh một tiếng. Tính đáp trả, tên lối hạc đã xem vào. Cốc đảo hữu tính tình của viên tương đạo hữu nóng này dễ xúc động hơi đừng so đo với hắn chúng ta từ biệt ở đây mỗi người một việc không xung đột với nhau thế nào lôi hạc không muốn động thù với vị tu sĩ nguyên anh thành danh đã lâu này chỉ có thể hòa giải chỉ là cấp huyền dương cũng không chút lưu tình nói nói các ngươi không nên lên núi chính là không nên lên núi nếu cảm thấy mình lên được không bằng thư qua cửa ải của ta xem sao chuyện này Lôi hạc tức giận nhưng cũng không dám biểu lộ nhiều, chỉ rất vẻ khó xử. Bớt nói nhảm, hôm nay người đã muốn ngăn cản, thì cứ thử cản xem. Lừa giận trong lòng viêm tông bùng lên, trợn tròn hai mắt quát. Cốc quyền dương thay thế, không giận mà cười nói. Vậy để ta nhìn xem các người đến rốt cuộc là có bao nhiêu phân lượng. Vừa dứt lời, ít đột nhiên vỗ tay một trường về phía viêm tường. Chỉ thấy kim quang trong lòng bàn tay của y phun ra. Bên trong đó, còn có một phù văn hình chữ phá màu vàng hiển hiện một bàn tay to hơn một trường, màu vàng ngóng ngánh ngưng tụ ra mang theo khí tức áp bách mạnh mẽ của tu sĩ nguyên anh khiến không khí chung quanh bị ép chặt vang lên từng tiếng ông ông rơi xuống đầu viêm tương bơi bạm chung quanh bị đánh lên mù mịt lại bị cự trường tiến tới đánh tàn tác đi dù viên mình được khá xa nhưng vẫn cảm nhận được khí tức mạnh mẽ sắc bén rõ ràng là trường, thế nhưng lại sắc bén không thua gì đau. Hắn rất kinh ngạc, chợt nhớ tới tên tình báo về Kim Ngao Đảo, mà nhàn tư vận thu tập đọc giúp hắn có nhắc tới sáu tuyệt kỹ của Kim Ngao Đảo, một trong số đó là Kim Ngao phá sơn kích. Tên huống ở trong mắt, đoán chừng có quyền dương sử dụng tuyệt kỹ này. Việc tưởng thấy thế, ánh mắt cũng hiện lên về ngưỡng trọng. Chỉ thấy tay gã lật ngược, trong lòng bàn tay lại có thêm một cây quạt lông bầu đỏ thấm, vùng tới cự trường màu vàng kim, cổ tay của gã lắc lư lồng vũ ở trên phiến quạt lắc lư bày múa mặt ngoài tản ra một tầng hào quang đỏ thẫm càng lúc càng sáng người chỉ thấy quạt lồng như bốc cháy mang theo vầng sáng đỏ nóng cháy sẽ vẽ một vòng tròn trên không trung sau đó sông tức cự trưởng màu vàng kim nó bỏ tới những tiếng vù vù vang lên vầng sáng đỏ thẫm giống như bốc cháy giữa không trung như một con hùng sư văng lửa giận và thẳng vào cự trưởng tiếng nổ âm ầm vang lên quân đời trời mắt âm âm vỡ vụn cư trực vàng kim cô hóa thành từng điểm sáng li ti tiêu tán giữa thiên địa là cây quạt lồng lúc trước Viện mình cảm nhận được chấn động còn sót lại trong không trung trong lòng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ kinh ngạc không chỉ có hắn còn có cả hai người lôi hạc và cốc quyền dương đây là huyền hỏa phiến kiện linh tạo phòng chế của thượng cổ linh bảo hạo thiên phiến Cốc quyền dương nhíu mày lộ ra một tiếng ngưng trọng hỏi Thế nào, con muốn thử tiếp không? Khóe miệng của viêm tường giật hỏi. Ta còn tưởng bảo vật này nằm trong tay đảo chủ nghiệp hòa đảo các người, không nghĩ lại nằm trong tay ngươi. Cậu quyền dương lại không hề tức giận, chê lướt mắt nhìn qua viêm tường. Đúng lúc này, thiên bảo đạo nhân từ trong điện vội vàng chạy ra, nhìn thấy tình hình trước mắt, bèn nhau mắt hỏi. Gã vừa mới định nói chuyện, thì phía sau gã có thêm hai người đi tới. Long trùng vừa mới chạy tới nhìn thấy viên minh, bèn mừng rỡ kêu lên. Viên huynh, ta tìm thấy huynh rồi. Nói xong, y căn bản không để ý tới đến phản ứng của những người khác, mà vọt tới bên cạnh viên minh. Vỗ vỗ bờ vai quán Sao ngươi lại ở đây? Viên minh nhìn qua y. Không bị thương gì mới thoáng yên tâm bèn hỏi. ai vào truyền tống trận xong, ta còn không nhận biết được gì. Tỉnh lại thì đã thấy ở trên kim quỷ đảo Sau đó may mắn gặp được phụ thân ta Nếu không căn bản không thể nào đến được nơi này Long trùng thở dài một tiếng Viện mình nghe thế bèn nhìn về phía hoạt Long vương Đang chậm rãi đi về phía mình Là kim đàn hóa chân nhân Đào chủ của tiên Long đảo Bài kiến tiền bối viên mình chắp tay Kim hóa chân nhân thay thế cũng chỉ gật đầu không nói gì đảo mắt có một vòng rồi mới hỏi đã xảy ra chuyện gì. Việc kim ngao đào chủ kia muốn chiếm núi xưng vương, không cho phép chúng ta tiếp tục lên núi. Thầy có thể hiệp trợ, viên bình lập tức đáp lời. Các quyền dương nghe thế, lông mày không khỏi nhíu lại. Không cho các người lên núi là thật, nhưng cái gì mà chiếm núi xưng vương? cốc <laughs> đạo hữu vẫn cứ bá đạo như lúc trước. Kiêm hóa chân nhân nhìn về phía cốc quyền dương, tùm tìm cười có quyền dương nhớ mày Nhìn thấy người đối diện Có lẽ những người khác không dám để tâm Nhưng có kim hóa chân nhân gia nhập Thì không thể không thận trọng xử lý <laughs> Chúng ta đi Có quyền dương hư lạnh một tiếng Xoay người rời đi Thêm bảo đạo nhân nhìn thấy mấy người viên minh một cái Rồi lập tức đi theo Lôi hạc và viên tường cũng không dám bắt chuyện Về mấy người viên minh Mà nhanh chóng đi theo Đi Kim hóa chân nhân đó một tiếng Rồi cả bà cũng nhắm hướng đỉnh núi mà đi Viên huynh, người có tin tức gì của Khung Vân và Hồng huynh không? Long trùng đi ở bên cạnh viên bình, lo lắng nhỏ giọng hỏi. Sau khi chúng ta đi vào, thì đều thất lạc nhau cả. Ta đi một đường tới đây, vẫn chưa gặp qua Khung Vân đạo hiếu. Cô không nghe thấy mấy người viêm tường đề cập đến. Có điều thực lực của bọn họ thế nào người cũng biết, hẳn là sẽ không có vấn đề gì đâu. Viên Minh cười, vỗ vỗ bả vai Long Trùng nói. Long Trùng nghe thế thì chỉ gượng cười, nhưng cũng không yên tâm bao nhiêu chỉ là trước mắt, không phải là lúc lo lắng những chuyện này, gã chỉ có thể thu hồi tâm tư vội vàng đuổi theo. Chương 533: Thiêu hỏa Côn. Ba người Viên Minh theo sát hai người viên Tường, một đường lên đỉnh núi, không lâu sau thì đi tới một mảnh bình đài có thế độ hơi thấp, cách không xa là hai tòa cung điện kim đỉnh tường đỏ cao lớn. Cốc Huyền Dương và tiên bảo đạo nhân sông lên đầu tiên, chạy về phía một tòa đại điện bên phải. Trên mặt đất cung điện hiện lên pháp trận vòng tròn màu kim trên đó là một tòa cấm chế kim quang hình kim trung bao phủ toàn bộ cả tòa đại điện phía dưới cốc quyền dương không nói hai lời lấy ra kim ngào phá sơn kích không ngừng oanh kích cấm chế kim quang tầng đạo trưởng ấn to lớn không ngừng đánh vào trên vòng tròn bảo hộ kim trung làm cho toàn bộ cấm chế run rẩy kịch liệt không ngừng phát ra tiếng kim loại rào kích keng keng viêm tường và lôi hạc theo sát phía sau thấy thế không chút do dự nhào về phía cung điện bên trái bắt đầu thử phá cấm chế hai ngôi điện giống nhau như đúc cấm chế cũng không khác nhau dưới cốc quyền dương liên tục công kích cấm chế vẫn chưa thể phá vỡ hai người viêm tường còn kém hơn một chút ba người viên minh đuổi tới thì cũng lập tức xuất thủ lâm người liên thủ phá giải tốc độ lập tức nhanh hơn không ít kim quang cấm chế đại điện bên phải phai nhạt dần xuống đoán là do một lát bọn họ có thể tiến vào cung điện tầm bảo trên mặt mấy người không hẹn mà cùng lộ ra mấy phần vui vẻ mà cốc huyền dương bên kia thì sắc mặt càng ngày khó coi nhanh chóng cường độ công kích viên đạo hữu viên mình đang ra sức công kích thì trong thức khải bỗng nhiên vang lên của âm thanh khí linh tu la phệ huyết đổ chuyện gì hắn không khỏi nào nào chuyện âm hỏi cấm chế nơi đây sắp phá vỡ ta có một chuyện cực kỳ trọng yếu muốn thương lượng cùng với người trước khi linh nói viên mình không khỏi chậm lại tốc độ công kích hắn mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng âm thanh của khí linh hắn rất quen thuộc nhưng ngữ điệu nói chuyện thì lại hoàn toàn khác trước kia có chuyện gì viên mình hỏi tiếp tục thôi động pháp bảo công kích cấm chế tiến vào tòa đại điện này những vật khác không trọng yếu nhưng cây gậy màu đen trên vách tường cạnh cửa là quan trọng nhất tuyệt đối không thể để rơi vào tay người khác nhớ đấy thanh âm của khí linh dặn dò Khí linh tu la phệ huyết đồ sẽ không biết những thứ này. Rốt cuộc các hạ là ai? Người điều khiển khí linh sao? Thanh âm của viên minh bỗng nhiên phát lại truyền âm hỏi. Khi linh mặc dù không phải tu sĩ, nhưng cũng có được thần hồn. Thần hồn của hắn hiện tại càng cường đại, có thể phát giác ra được dao động thần hồn khí linh lúc này có chút khác biệt trước kia. Ánh mắt của viên tiểu hữu thật tốt, ta quả thật không phải là khí linh, chỉ là có chút nguồn gốc với tu la phệ huyết đồ, thông qua bảo vật này muốn trao đổi một hai với tiểu hữu việc căn hệ trọng đại kính xin tiểu hữu chớ trách khi linh cười lớn một tiếng rồi nói căn hệ trọng đại rốt cuộc các hạ là ai ý niệm trong đầu hắn chớp động hỏi người ấy có thể gọi ta là thất giả khi linh nói thất giả xin thứ cho viên mỗ cô lậu quả văn chưa từng nghe qua đại danh của đạo hữu đạo hữu là nhân sĩ đông hải sao viên mình suy nghĩ kỹ một chút rồi hỏi Ta đến từ hải ngoại Cũng không phải là người đông hải Viên tiểu hữu tự nhiên không biết ta Thất dạ cười nói Đạo hữu tới từ hải ngoại Là thế giới hải ngoại bên ngoài sao Viên mình đấy làm kinh hãi Không sai Thất dạ yên lặng nói Viên mình trầm mặc không nói Người đến từ thế giới hải ngoại Hát chỉ nghe có một người Chính là khách hải ngoại Đã từng tặng tu la tự nhân Tu la vệ huyết đồ Trước mắt vậy mà lại xuất hiện thêm một người nữa Người này vừa mới nói có chút nguồn gốc với Tu La Phệ Huyết Đồ, bây giờ lại có thể kiểm soát khí linh trao đổi với hắn, hẳn là thì ra tiền bối là khách đến từ hải ngoại, tiêu tử thất kính. Hiện tại tu sĩ trong Tam Tiên Đảo rất nhiều, có nhiều nguyên anh kỳ, tiền bối vì sao nói chuyện hắc côn cho tại hạ, chỉ là một tu sĩ kết đan kỳ, lấy năng lực của tiền bối, cho dù không có Tu La Phệ Huyết Đồ làm môi giới, trao đổi với những người khác chắc là cũng không khó khăn viên mình thử thăm dò sở dĩ nói cho tiểu hữu một là vì trên người ngươi mang theo tu la phễ huyết đồ hai là vì trên người của ngươi ta cảm nhận được khi thức của ma tượng chấn ngục công cảm thấy hai người chúng ta coi như có chút nguồn gốc về phần những người khác ta cũng không tin tưởng thật dạ cười lớn nói viên mình nghe vậy thì cơ bản đã xác định người này chính là vị khách hải ngoại giao tu la phễ huyết đồ cho tu la thượng nhân thì ra là thế tiền bố hiện tại hẳn là của người trên tam tiên đảo sao vì sao lại không hiện tâm gặp mặt hắn hỏi ai không phải là không muốn mà là không thể tiểu hữu thu phục tu la phệ huyết đồ chắc hẳn đã đoán được thân phận của ta thực không dám giấu giếm hiện tại ta bị vây ở một chỗ tuyệt cảnh ở trên đảo Cân bản không thể thoát thân sở dĩ liên hệ với người ngoại trừ hai nguyên nhân trước vẫn còn một nguyên nhân trọng yếu chính là hy vọng tiểu hữu có thể xem một phân thưởng tu la phệ huyết đồ giúp ta thoát khốn thật dạ thở dài nói vậy tiền bối muốn ta giúp ngài thế nào viên mình nghe thế thì suy nghĩ một chút lúc này mới hỏi chớp mắt nói với người cũng vô dụng ngươi chỉ cần lấy được cây hắc côn kia chờ lấy được vật này bước kế tiếp ta sẽ nói nên làm thế nào đương nhiên ta cũng không để tiểu hữu không công suất lực để báo đáp lại ta sẽ giúp người lấy được một kiện linh bảo chân chính trên tam tiên đảo này. Thất dạ nói, linh bảo. Nghe được hai chữ này, trái tim của hắn cũng không khỏi nhảy lên mấy phần. Phần lượng thứ này, bất kỳ tu sĩ kết đan nào, không, bất kỳ một tu sĩ nguyên anh nào đều không thể không cần nhắc. Phải biết rằng vẹn vẹn một kiện linh bảo phòng chế đã có thể phát huy ra uy năng cường đại mà pháp bảo không thể phát huy ra được, khiến cho thực lực bản thân tăng lên trên diện rộng huống chi là linh bảo chân chính. Mặc dù hắn đã có tu là phỉ huyết đồ, nhưng loại bảo vật linh bảo này tự nhiên càng nhiều càng tốt. Nhưng bà viên mình cũng không bị lời nói của thất dạ, trần ngập dụ hoặc, làm cho đầu óc choáng váng, Không nói đến trong lời nói của gã có mấy phần thật giả. Dù là thân phận của gã, viên mình cũng không thể xác định. Ai biết được, đây có phải là một trong những khảo nghiệm của tam tiên đảo hay không? nếu tiền bối không nói rõ hỗ trợ thế nào, ta vẫn phải chờ phá tay cấm chế rồi tính tiếp. Viên mình Tử Tôn nói, Viên Tiểu Hữu, ta có thể thông qua khí linh câu thông với người trong thời gian rất ngắn, nói thêm nữa sẽ bị hắn phát hiện. Ngươi phải tin tưởng, ta tuyệt không có lòng hại ngươi. Ngươi phải làm theo lời ta nói, nếu không ta sẽ bị tiếp tục vây khốn ở tam tiên đảo này. Tiểu hữu người cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Lời nói của thất giả có chút dồn dập nhưng gã còn chưa nói hết thì âm thanh dần dần trở nên yên lặng lời nói sâu cùng của gã gần như mang theo giọng cầu khẩn khiến viên mình không khỏi tin tưởng thêm mấy phần thế nhưng lý trí của hắn từ đầu đến cuối vẫn duy trì hoài nghi bất luận thế nào cũng không thể tin tưởng vào lời của một người chưa từng gặp mặt trong lòng vẫn như cũ bảo trì hoài nghi chuẩn bị chờ đợi xem tình huống rồi lại tính mà thật dạ nói hắn là ai gã giống như rất sợ hắn đó Viên Minh nghi ngờ nói. Ngay vào lúc hắn còn đang suy nghĩ tìm tòi, thì một tiếng lông ngâm vang lên, kim hóa trần nhân tung một trường trùng điệp đánh xuống, cấm chế bị mấy người hợp lực công kích, rồi sụp đổ. Cũng không thể duy trì, hóa thành kim quang tứ tán đứt toát ra. Mấy người đại hỉ chen nhau chen lấn phá tan cánh cửa đại điện tiến vào bên trong. Gần như ngay vào thời khắc đó, đại điện bên kia cũng ầm ầm mở rộng, cốc nguyên dương và tiên bảo đạo nhân phóng vào bên trong đó bọn viên mình thì đi qua một thành đang ngắn chớp mắt rộng mở trong sáng một gian đại sành dài rộng ước chừng năm sáu mươi trượng xuất hiện ở trước mắt trọng điện ánh sáng lờ mờ đã không ảnh hưởng tầm mắt của mọi người ánh mắt của mấy người gần như đồng thời bị cái bàn màu kim ở phía trước hấp dẫn chỉ thấy trên bàn đang đặt một hỏa lô toàn thân xích hồng một quyền họa cổ màu đỏ sậm một viên trầu màu đỏ lớn chừng quả đấm cùng với một thanh phi toa hỏa hồng chế tác tinh xảo ánh mắt của viên minh chỉ bị hấp dẫn qua một cái khoảnh khắc hắn lập tức vô thức nhìn tới vách tường bên cạnh cửa sau đúng như thất giả nói trên vách tường tay phải cạnh cửa phía sau có một cái đoàn côn lớn bằng cổ tay dài có một cánh tay đang cắm nghiêng trong cái hở vách tường thoạt nhìn giống như một cây thiếu hỏa côn dữ bẩn không khiến người ta chú ý thừa dịp mấy người còn đang vội vàng phóng tới trước bàn màu kim viên minh bất động thanh sắc rút cây thiếu hỏa côn trên tường ra thậm chí không kịp xen kẽ lập tức thu vào pháp khí chữ vật mà ngay lúc hắn nhổ lên thiêu hỏa côn lỗ hồng trên vách tường đột nhiên có một vệt kim quang sáng lên một trang sách vàng óng ánh nhẹ nhàng từ đó bay ra đây là vên mình không chút dò dự lập tức ôm đồm lên bất động thanh sắc thu trang sách vàng vào trong lòng bàn tay ngay khi chạm đến trang sách vàng óng trong sách lại hóa thành một điểm kim quang chui vào lòng bàn tay của hắn đồng thời còn có một tin tức cũng chui thẳng vào trong đầu của hắn thần sắc của hắn hơi đổi ánh mắt rất nhiều lần lấp lóe rồi rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh cũng may mấy người còn đang tranh cãi bảo vật ở trên bàn thì lúc này đang đắm chìm bên trong phấn khởi ai cũng không chú ý tới tiểu động tác của viên minh phía sau và thần sắc biến hóa dị thường của hắn tâm thần của hắn chìm vào thức hải lúc này phát hiện nơi đó đã có thêm một trang sách vàng óng phía trên viết lít nhà lít nhít văn tự chừng mấy ngàn chữ. Phía bên phải trang sách là chỗ trống, lấy văn tự triện cổ viết đọc bốn chữ lớn, Kim Quỷ Thiên Thư. Kim Quỷ Thiên Thư, đây chính là Kim Quỷ Thiên Thư. Trên mặt của viên minh duy trì yên lặng, nhưng trong lòng nhắc lên kinh đào hải lãng. Hắn cưỡng chế kích động trong lòng, bắt đầu cẩn thận tìm đọc văn tự ở bên trên trang sách vàng óng. Trong trang sách ghi chép một môn bí thuật tên là Lục Giáp Kỷ Môn nội dung không nhiều, lại khá thâm ảo, nếu không có cơ sở thuật số, xem mà khó hiểu. Cũng mày viên mình coi như biết rộng, rất nhanh, hiểu rõ quan khiếu chồng đó, biết đây là một loại dùng phương vị bát quái làm cơ sở, dung nhập bí thuật biến hóa kỳ môn, có thể cách không thủ vật, cũng có thể lợi dụng bí thuật, đổi vị trí không gian của mình với những vật khác, nếu trong lúc giao chiến ứng dụng thỏa đáng. thường sẽ có hiệu quả xuất kỳ bất ý. Ngày lúc hắn tìm đọc bí thuật lục giáp kỷ môn thì những người kia cũng đã hoàn thành phân phối bảo vật trên bàn xem như sơ bộ đạt thành nhận thức chung trong đó kìm hóa trần nhân nhận lấy hỏa lô màu đỏ lôi hạc thì cướp đoạt cuốn cổ họa kia mà viêm tường thì lấy viên châu hỏa hồng duy chỉ có long trùng lúc ấy cây phi toa hỏa hồng kia phát sinh chuyện ngoài ý muốn Phật kia rất là cổ quái làm long trùng ôm đồm lên mặt ngoài nó lóe hồng quang chẳng mấy chốc đã biến mất trước mắt cả chờ long trùng muốn bắt lại thì vật kia như vật sống lóe lên xông về phía cửa điện viêm thường thấy thế thì đại hỉ vội vàng huy trưởng chụp tới bàn tay chưa kịp chụp chúng thì hỏa diễm đã ngưng tụ thành một bàn tay xích hồng nắm lấy hỏa hồng phi toa Ngày lúc gã tưởng được như ý hỏa hồng phi toa trong bàn tay một lần nữa lóe lên biến mất không thấy kim hóa trần nhân thu hồi hỏa lô xong thì lách mình tới đưa tay ngưng tụ ra một đoàn nước màu xanh bao trùm hỏa hồng phi toa nhưng trong chớp mắt chạm đến vật kia lại lóe lên quang mang hóa thành một đạo hồng quang thẳng tiếng ngoài điện tốc độ cực nhanh đứng ở cửa điện viên mình vô thức muốn xuất thủ nhưng thần sắc đột nhiên khẽ nhúc nhích tay nâng lên lại hạ xuống lúc này phía ngoài đại điện bỗng có hai đạo thân ảnh chạy tới chính là cốc huyền dương cùng với thiên bảo đạo nhân bọn họ cũng chú ý tới hòa hồng phi tòa bày đến trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng trong lòng không khỏi thầm bắn đám kim hóa chân nhân là phế vật hai tay có cốc quyền dương kết ấn trước người lòng bàn tay phun ra kim quang giống như lúc trước thi triển kim ngao phá sườn kích với khí thức bén nhọn mà lần này hoàn toàn khác biệt là một cỗ lực lượng nhu hòa như tơ vàng quấn quanh song trường của y đẩy ra một vòng xoáy kim sắc từ trong lòng bàn tay bay ra đánh về phía đạo hồng quang kia chỉ thấy hòa hồng phi toa tới gần vòng xoáy vàng kim kia vốn còn có chút khoảng cách thì đột nhiên như bị lôi kéo va thẳng vào trong vòng xoáy chương 534 lỗ khảm kim ngao thôn thiên kinh viên mình thấy cảnh này trong lòng thầm suy nghĩ thứ cấp quyền dương đang thi triển đúng là một trong lục tuyệt của kim ngao đảo có thể thôn phệ sạch sẽ linh lực của pháp bảo tới lúc đối chiến thì phải cực kỳ cẩn thận hỏa hồng phi toa lần này không thể lóe sáng rồi biến mất như trước nữa chỉ thời gian một nhịp thở thôi mà ánh đỏ trên hỏa hồng phi tòa đã biến mất gần hết, lắc lư một chút rồi rơi xuống đất. Hai mắt của thiên bảo đạo nhân lóe lên nét kích động, gã nhóm người vọt về phía hỏa hồng phi tòa. Nhưng khi gã còn chưa tới nơi, thì bóng người vàng lấp lánh chợt từ chỗ cửa điện lóe cái lao ra, nhanh hơn trước một bước, lấy được phi tòa, đoạn nhanh chóng thối lùi tới chỗ bên ngoài đại điện. Cả đám nhất đoạt đưa mắt nhìn về phía thân ảnh kia, xong mới bất ngờ phát hiện rõ ràng đó là Kim Vân Tiên Tử. Kim Vân Tiên Tử, người làm thế là có ý gì? Thiên Bảo Đạo Nhân trầm giọng chất vấn. Thiên Bảo Đạo Hiếu, tầm bào trong bí cảnh, đồ và túi là xong, lần sau người nên nhanh hơn một chút mới được. Kim Vân Tiên Tử chỉ cười nói, bảo vật sắp tới tay lại bị đoạt mất, chính là chuyện bình thường. Gã không tiểu chịu đựng được. Giờ thấy Kim Vân Tiên Tử không bị trả lại, đã hoàn toàn quên mất tình nghĩa kể và sát cánh chiến đấu khi trước trong mắt gã chợt lóe lên nét liều lĩnh thiên bảo đạo hữu nói đùa cái này kim vân tiên tử còn chưa nói hết câu thiên bảo đạo nhân đã xuất thủ chỉ thấy gã vùng ống tay áo tức thì ba đạo bảo quang từ bên trong đó bắn ra nhìn kỹ thì là một cây búa ngắn vàng kim một thanh trường kiếm bạc một cái phi luân vàng tất cả cùng lao về phía kim vân tiên tử với tốc độ cực nhanh Bà món pháp bảo này hiển nhiên không phải là thứ tâm thường ở chỗ cách chúng rất xa đã có thể cảm nhận được linh khí áp lực dữ dội từ chúng chuyển tới đây là kim ngao phủ ngân ngao kiếm đồng ngao luân dùng cả ba thứ này thiên bảo đạo nhân đúng là muốn hạ tử thủ rồi viên minh thầm nghĩ kim vân tiên tử thấy thế thì lại không có vẻ gì là sợ cô không hề tránh né chỉ thấy lòng bàn tay của nàng bừng lên từng tia sáng màu đỏ tía chỉ thấy ánh lửa từ lòng bàn tay nàng bốc lên sau đó một cái lồng dạng bát úp ngược bện từ lồng vũ hiện ra trên đó rồi cái thứ dạng bát lồng vũ kia bốc lửa phun ra đồng thời cũng phát ra tiếng chim kêu chói tài chín ao ảnh kim mô bất ngờ bắn ra trong đó chúng cùng vỗ đôi cánh vàng ống lao tới cực nhanh trong số đó có ba con va chạm cùng với ba món pháp bảo kia kéo theo một hồi những tiếng nổ lớn hư không chấn động theo đó kim ngao phủ ngân ngào kiếm đồng luân ngao bị nhất đoạt kim ô đẩy lui cùng lúc ấy sáu hư ảnh kim ô còn lại cùng lao thẳng về phía thiên bảo đạo nhân bà kiện pháp bảo bị đẩy lui kéo theo chấn động pháp lực khiến thiên bảo đạo nhân nhất thời loạn nhịp trong tình cảnh vội vàng gần như không thể điều động nổi pháp lực để phòng ngự lớn mật cơ quyền dương đang đứng cảnh giác trong chừng đám người viêm tường kim hóa chân nhân thấy thiên bảo đạo nhân đang gặp nạn lập tức quạt lớn nhóm người ngăn cản đằng trước thiên bảo đạo nhân chỉ thấy y vung tay đánh ra một trường đồng thời xuất ra kim ngào phá sần kích hình thành trường ấn vô cùng sắc bén giữa hư không trường ấn như tường đồng vách sắt chặn bốn con kim ô đang từ phía đối diện lao tới kim ô vừa mới va chạm với trường ấn màu vàng kim thì đã vỡ ra ngay nhưng sau khi nóng bỏng cũng thành công đánh đứt trường ấn hư ảnh hai con kim ô khác vòng qua bên cạnh rồi tiếp tục lao về phía thiên bảo đạo nhân. Cốc Quyền Dương không thu cánh tay vừa tung trưởng mà đưa tay còn lại bóp vào hư không một cái, tức thì trong lòng bàn tay hiện ra một tấm gương tròn kiều cổ màu vàng kim. Gương này vừa ra, y lập tức chiếu nó về phía hai con kim ô kia. Chỉ thấy mặt gương phóng ra từng tia sáng vàng kim, khi chúng vừa mới chiếu lên thân hai con kim ô thì chúng lập tức đưa người cực lại giữa không trung cứ thế mà treo lơ lửng trên luồng sáng mà tấm gương bắn ra không hề nhúc nhích tiếp đó các quyền dương vung nắm tay giữa không khí cầm ra một thanh cổ kiếm khảm vàng kim bằng đồng chém nó xuống phía đầu của kim vân tiên tử một đạo kiếm quang màu xanh cực kỳ sắc bén bắn ra xé rách hư không gần như chỉ khoảnh khắc đã đánh tới đỉnh đầu của kim vân tiên tử kim vân tiên tử vội vàng múa hai tay điều khiển con hỏa vũ kia bay lên đỉnh đầu hóa thành một luồng ánh sáng màu đỏ bao bọc lấy người nàng đao kiếm quang màu xanh kia sắc bén vô bì gần như chỉ gần vừa mới chạm tới trong khoảnh khắc đã xé rách lồng ánh sáng chém xuống cái lồng bằng lông vũ bốc lửa che đi bản thể hỏa vũ hỏa vũ dùn những chiếc lồng vũ trên lồng phóng ra lực lượng phòng hộ cuối cùng vất vả lắm mới đỡ được kiếm quang sắc bén nhưng đám lồng vũ đỏ lửa cũng bày toán loạn kia bị chém thành từng khúc khi lồng che hỏa vũ bị chém thành đôi thì kim vân tiên tử núp dưới nó cũng sắp phải gặp nạn thì một luồng ánh sáng đỏ từ trên thân của kim vân tiên tử bất ngờ bay vút ra hóa thành một nam tử trung niên thân vận đồ đỏ đứng chắn trước người nàng nam tử mặc đồ đỏ vừa xuất hiện nhiệt độ không khí chung quanh lập tức tăng lên mấy phần từng vòng sóng nhiệt lấy y làm trung tâm chập trung tỏa ra chỉ thấy y đưa tay chụp một cái đã ngưng tụ ra hư ảnh của một bàn tay màu vàng trực tiếp tóm lấy kiếm quang lăng lệ kia dưới sức nóng dữ dội tỏa ra từ bàn tay đạo kiếm quang chỉ trụ thêm được một chút rồi tiêu tán ta còn tưởng là vị đạo hữu nào hóa ra là kim xào tiền bối giá lầm không đúng người chỉ là một bộ phân thân cốc huyền dương nhìn nam tử mặc đồ đỏ đột ngột xuất hiện kia một thoáng xong thì khẽ giật mình đoạn cười lớn thu thanh đồng kiếm lại kim xào người này chính là con kim bồ cấp lầm trên phù tăng thụ kia phiền mình nghe lời này thì liền lộ vẻ kinh hãi. Trong tin tình báo về Đông Hải mà nhàn tư vận thu thập, Kim Bồ cấp làm đương nhiên là chuyện quan trọng nhất, nên viên mình biết được tên của vị đại yêu kia chính là Kim Sào. Sao thế? Cốc đạo hữu cảm thấy một bộ phân thân không đủ cân lượng, muốn thử so với ta sao? Nam tử vẫn đồ đỏ, lạnh giọng nói. Kim Sào tiền bối nói gì vậy? Tài hạ sao dám mố dìu qua mắt thở? Vừa rồi tiểu đồ thân hãm nguy cơ, tay ạ không thể không ra tay thương trợ kính xin kim xào tiền bối thứ lỗi cấp quyền dương chắp tay tạ lỗi từ lúc chạm mặt thế giờ cấp quyền dương liên tục ngang ngược cản rỡ vậy mà khi đối mặt với nam tử này thì lại khum núm như thế có điều đám người viên tường thì lại không như vậy vì vậy mà có ý chê cười kim mô cấp năm chính là đỉnh cao nhất trong tu tiên giới đồng hải bất kể là đào chủ đào nào gặp phải thì cũng phải ngoan ngoãn sừng vãn bối được rồi, nể tình người vi phạm lần đầu. Chuyện này dừng lại ở đây thôi. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Phần thân của Kim Sào Từ Tốn nói Đa tả Kim Sào Tiền Bối rộng lượng. Cưu truyền phụ linh đại pháp của Tiền Bối càng ngày càng thân diệu. Tài hạ không hề phát hiện ra được chút nào. Vào sao Kim Vân Nữ Hiển Chất thì lại không hề sợ hãi như thế. Hóa ra là có Kim Sào Tiền Bối hộ tống. Chỉ có điều không biết tại sao Tiền Bối lại chỉ đặt một bộ phần thân ở đây. Cậu Huyền Dương vừa cười vừa nói Được rồi, người không cần phí lời thăm dò làm gì Bản thể của ta đang ở một chỗ khác trên Tam Tiên Đảo Muốn bảo vệ Kim Vân Ta chỉ cần một cái phân thân là đủ rồi Kim Sào không hề giấu diếm Mà thản nhiên thừa nhận Cậu Huyền Dương nghe bản thể Kim Sào không ở đây Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm Chưa vị Những thứ khác ta không quan tâm Vì toa này là Kim Vân đã đoạt được Nó chính là của chúng ta Ta muốn mang đi, các người ai tán thành ai phản đối kim xào đưa ánh mắt gạo nghễ đảo qua đám người tại hạ không có ý kiến lôi hạc tiên phong lên tiếng phiền tường thì lắc đầu gã đã lấy được khỏa hồng viên châu tự nhiên không có ý nghĩ tranh đoạt trong đầu kim hóa chân nhân thì thoáng nhìn qua long trùng rồi cũng lắc đầu cốc quyền dương không nói gì trong khi đó thiên bảo đạo nhân lại tiến lên một bước lắc đầu nói kim xào tiền bối lấy đi là được chúng ta không có ý kiến <laughs> Vậy là tốt rồi Kim Vân chúng ta đi Kim Sào nghe thế thì bèn cao giọng cười lớn Gọi Kim Vân tiên tử rời đi Kim Vân tiên tử vẫn giữ vẻ lạnh mặt lạnh lùng Tựa như mọi chuyện ở đây Chẳng quan hệ gì với nàng cả Ngay vào lúc Kim Sào sắp sửa quay người rời đi Y lại bất ngờ xoay người Mặt nhìn về phía mọi người Khiến ai nấy không khỏi căng thẳng thần kinh Nhưng rồi Y lại đi thẳng tới trước người viên mình Viên mình trong lòng hơi căng thẳng nhưng trên mặt lại chỉ lộ ra vẻ hơi kinh ngạc nhìn thức cảnh này long trùng theo bản năng muốn bước lên nhưng lại bị kim hóa chân nhân lừ mắt đầy trở về viên tiểu hữu người có bằng lòng đi theo chúng ta rời đi không sau này chúng ta đi chung, chỉ cần có ta ở đây thì có thể đảm bảo như một đường bình an thấy thế nào vượt qua dự kiến của mọi người phần thân của kim xào không ngờ lại giữa cảnh ô liu với viên minh chính viên mình cũng không ngờ tới điểm này nhất thời xứng người đa tạ ý tốt của tiền bối vạn bối bên người còn có việc không dám làm phiền tiền bối che chở sau một thoáng ngây người hắn đã phản ứng kịp lắc đầu uyển chuyển nói phần thân của kim xào nghe thế thì cũng không cưỡng ép chỉ khẽ gật đầu xong thì dẫn theo kim vân tiên tử quay người rời đi khi hai người bọn họ đã đi thật xa thì tâm thần của mọi người mới hoàn toàn bình tĩnh tiếp đó cốc huyền dương dẫn đầu nói một tiếng mang theo thiên bảo đạo nhân tiếp tục lên đường đám người viên mình không xuất phát ngay mà tìm tòi mọi ngóc cách trong đại điện tiếp một lần nữa xong mới tiếp tục lên đường đường núi thênh thang đám người một đường đi lên thẳng tới không biết bao xa thì chợt thấy ở trên đỉnh đầu vầng thái dương thứ sáu lặng lẽ dâng lên khi nóng bốc lên trong không khí hun đốt khiến cảnh sắc chung quanh hơi vặn vẹo thiên sơn cao ngất bờ nọ càng lên cao thì khoảng cách với mặt đất càng gần nhiệt độ nơi đây cũng chẳng biết cao hơn dưới trần núi bao nhiêu nhưng đoàn người không thể không tốn thêm nhiều tinh lực vào việc làm mát bảo vệ cơ thể bởi lẽ bước chân không thể vì nóng mà chậm lại nhưng viên mình đi trong đoàn thì lại bình thản ung dung thành quý thảo mão trên đầu khiến hắn luôn có cảm giác mát mẻ ánh nắng trói chẳng bức bối không thể làm khó hắn chỉ có một điểm khó chịu là ánh sáng chung quanh quá gắt khiến hắn thấy hơi trói mắt viên huynh, cây mũ này của người đúng là không tồi đấy kiếm đầu ra thế Long trùng quay đầu thấy viên mình thần sắc tự nhiên thì không nhịn được mà hỏi. Ngẫu nhiên có được là hảo hữu tặng. Viên mình cười đáp. Nghe thế Long trùng hâm bộ không thôi luôn miệng nói hắn may mắn. Đám người tiếp tục tiến lên. Bây giờ quãng đường còn lại không dài mấy. Chẳng mấy chốc bọn họ đã đi tới cạnh đỉnh núi. Có điều chưa thấy được khỏa tinh cung thì đã thấy một bức tường cao ngất chắn lối. Toàn bộ bức tường được sơn đỏ dù là chưa tới hai tầng lầu nhưng bởi vì nó được xây vào núi nên che khuất hết tầm mắt mọi người thứ rơi vào trong mắt bọn họ chỉ là những tán cây và chóp của mấy cung điện trước cổng chính là bức tượng hai người kim xào và cốc quyền dương đang lặng lặng đứng ở bên đường chờ đợi cô không biết tại sao bọn họ còn chưa tiến vào nhờ khi đám người viên minh tới gần thì lập tức đã hiểu ra nguyên nhân chỉ thấy trên cửa chính tường có làm lỗ khảm kích thước không đều ngoài chúng ra thì không còn khe hở nào khác có vẻ như chỉ khi khảm hết đầy lăm cái lỗ này thì mới có thể tiến vào. Bây giờ trong những cái lỗ khảm đó đã có hai vật. Một trong đó là phi toa màu đỏ mà kim sao đã cầm. Cái khác là một cái hồ lô màu đỏ được khắc đầy hoa văn. Thấy đám người kim hòa tới, cốc quyền dương mới mở miệng. Các người cũng thấy, muốn mở cánh cửa này, nhất định phải khảm mấy món bảo vật các người lấy được từ lúc trước vào. Hiện tại cơ duyên và bảo vật lớn hơn ở ngay sau cánh cửa Không vẫn từ bỏ thì ngoan ngoãn giao ra bảo vật Tránh để mọi người phải khó xử Hết chương 534 Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị